Người dân chạy trốn khỏi thành phố Lysychansk tìm nơi trú ẩn trước pháo kích của Nga. Hàng ngày có rất nhiều người chạy trốn khỏi Lysychansk, pháo đài cuối cùng của Ukraine ở khu vực phía đông Luhansk, tìm nơi trú ẩn trước cuộc tấn công không ngừng của các cuộc không kích và pháo binh của Nga. Nga đẩy mạnh chiến dịch tấn công các thành phố của Ukraine ở vùng Luhansk và Donetsk để buộc Kyiv phải nhượng hai tỉnh này cho phe ly khai. Thành phố Lysychansk bên kia sông Severodonetsk, nơi gần bị bao vây, đang bị pháo binh Nga tấn công không ngừng. Người Nga đã pháo kích vào Lysychansk từ nhiều hướng khác nhau và tiếp cận từ nhiều phía. Thống đốc khu vực Sergei Zay cho biết trên truyền hình Ukraine, thành phố không còn tồn tại nữa. Nó thực tế đã bị xóa sổ khỏi mặt trái đất. Nina Bonza, người đã tìm thấy nơi trú ẩn ở thành phố Nizhny Novgorod sau khi chạy trốn khỏi Lysychansk.